Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với Cốt Lớp. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện về phần pagination các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ apply cái công thức mình style gì, style từ tổng thể đến chi tiết hay là style từ bên ngoài và bên trong bạn nhé. Mình có đầu tiên mình sẽ style cho cái container này là phần layout các bạn nhé, nó thuộc về layout. Layout là những cái thứ mình sẽ sắp xếp lại cái giao diện đúng như cái kỳ vọng. Sau đấy mình mới đi vào chi tiết các bạn nhé. Chấm này. Cái class là container đây. Bạn copy cho mình. Mình đặt cái max width là 1200 pixel. Margin trên dưới là 0 và trái phải là auto các bạn nhé. Đấy các bạn, khi mình làm này bạn mở rộng cái này. Các bạn chuột phải vào đây xong inspect lên. Thì cái div container các bạn nhé, nó sẽ chia trái phải đều nhau đúng không ạ? Margin left là auto, phải là auto đúng không ạ? Thì cái khoảng không nó chia đều các bạn này. Đấy thì mình được cái nội dung nó sẽ căn vào đây đúng không ạ? Rồi, sau đấy là mình muốn là gì ạ? Muốn cái thằng các cái thằng dấu giảm này, tăng này hay là các con số này nó nằm trên cùng một hàng row các bạn nhé. Thì các bạn phải các con số này nằm ở LI đúng không ạ? Đây LI các bạn này. Các cái này là nằm ở trong LI cho nên các bạn muốn nó nằm trên cùng một hàng thì các bạn chỉ cần đưa cái thằng UL này là display flex ok các bạn nhé. Đấy. Display flex này. Đấy thì khi các bạn dùng flex cái này thì tất cả LI này nó sẽ nằm trên cùng hàng các bạn nhé. Đấy thì mình sẽ đưa cái thằng container. Rồi, mình dùng cái UL này. Display flex các bạn nhé. Mình thu nhỏ này lại. Và để cái phần UL của mình nó cách xa cái top một tí thì mình để cho nó một cái margin top các bạn nhé. Margin top. Và mình để 40 pixel đi ạ. Đó, nó cách xa một chút nhé. Để xem cái nội dung này nhá, thì thực tế là nội dung này khi các bạn dùng cái flex ở UL này này. Đúng không? Nó nằm ở bằng container các bạn nhé, nó nằm ở giữa rồi. Nhưng mà các cái LI là flex item nó sẽ nằm ở cái flex start của UL. Nó sẽ nằm ở flex start ở mặc định các bạn nhé. Cho nên mình muốn là cái thằng LI này được đẩy ra giữa của UL thì mình sẽ thêm cái thuộc tính là justify content bằng center các bạn nhé. Đấy. Thì ngay lập tức nội dung được đưa ra giữa nhé. Các bạn đưa cho mình thêm cái thằng ở đây UL là justify content bằng center để đưa cái nội dung các cái flex item ra giữa UL nhé. Rồi thì lúc này mình đã có nội dung ở giữa rồi. Và tạm thời thì mình sẽ kết thúc cái phần layout đây các bạn nhé. Tạm thời. Thì giao diện ở đây có thể là mình nhìn đã là gì, đã tổng thể đã ok rồi. Nhưng mà gì, mình muốn style chi tiết vào cái từng cái item này. Mình sẽ có là gì, style chi tiết. Style chi tiết các bạn nhé. Style chi tiết thì mỗi cái thằng LI A này nó sẽ cần một cái width và cái height. Mình gọi từ UL này, LI này, A. Do thằng thẻ A này mặc định của nó là đang là display inline các bạn nhé. Cho nên các bạn sẽ không padding được hoặc là margin được hoặc là width height được. Và để làm được cái việc đấy thì mình sẽ sử dụng là display bằng inline block nhé. Tạm thời mình sử dụng inline block này. Sau đấy là mình set cho nó width là bằng 40 pixel. Height bằng 40 pixel. Cho nó một cái border là 2 pixel solid. Và các bạn để cho mình cái màu xám là thăng này. CCC. Đấy. Các bạn thấy gì? Mình đã tìm ra được cái thằng pagination tương đối là ok. Nhưng có một vấn đề là gì, các bạn thấy là các cái item này nó đang nằm ở trên góc trên và bên tay trái nhé. Cái này là mặc định cho các bạn nhé, bởi vì chúng ta xác định width và height này thì cái text này nó đương nhiên nó sẽ nằm bên góc trên và bên trái rồi. Thì đấy là mặc định nhé. Thì mình muốn là gì, các cái text này nó nằm ở giữa này, căn cả theo chiều ngang và chiều thẳng đứng các bạn nhé. Thì để làm đấy thì các bạn làm biến cho mình cái thằng này là gì, khác inline thì mình sẽ dùng luôn flex đi nhé. Đang học flex mà đúng không ạ? Mình dùng luôn là cái thằng A này là display flex. Thế khi các bạn dùng cái thằng A này là display flex thì cái nội dung text content này thì nó sẽ là flex item các bạn nhé.
Và để căn chỉnh theo cái chiều ngang thì các bạn dùng cho mình cái thuộc tính là gì? Rớt Define Content là Center. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó sẽ căn chỉnh theo chiều ngang. Và để căn chỉnh theo chiều đứng thì mình dùng Align Item là Center các bạn nhé. Đấy, thì các bạn thấy là khi có Flex thì mọi sự các bạn style nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, các bạn đã có được các item là gì? Nó nằm giữa theo cả chiều ngang và chiều đứng nhé. Rồi thì ở đây mình có cái khoảng margin giữa các cái item với nhau. Thì mình sẽ style vào cái thằng LI này, ULLI. Mình có cái margin left. Mình để là 5 pixel các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó cách ra đều đấy. Thì tương đối là giống cái phần variation rồi. Và bây giờ mình sẽ cần thêm là gì ạ? Là khi người dùng hover vào đây thì chúng ta phải chuyển cái màu này các bạn nhé. Chuyển cái màu background. Đây mình sẽ có ULLIA này, hover. Hover vào thì A. Để chuyển cái background là màu sang cái màu đỏ đậm. Đây màu đỏ các bạn nhé. Đỏ này thì nó khá là đậm. Các bạn hover này, nó đậm quá này. Cho nên là mình sẽ kích vào đây và mình lấy cái màu nhạt hơn một chút đây, màu này. Mình lấy cái bên tay trái này nhé. Đấy, mình dùng RGB này. Nhạt hơn một chút. Đây. Thế khi các bạn hover đây, các bạn thấy gì? Cái border này nó vẫn đường viền, nó vẫn là cái màu xám các bạn nhé. Do mình để cái border này, màu xám này này. Đúng không? Thế nên để bỏ được cái border màu xám nó cùng màu với background thì các bạn thay đổi cho mình cái border color thôi. Border. Khi hover và các bạn sửa cho mình cái border color. Chuyển cho mình đúng cái màu này luôn, RGB này các bạn nhé. Đấy, các bạn hover này, được rồi các bạn nhé. Nhưng bây giờ ấy, mình hover thì cái chữ màu đen này nó thì nó sẽ trông nó rất là không nổi lên so với cái màu đỏ các bạn nhé. Cho nên các bạn phải đưa vào thêm là cái color, chuyển luôn cái color là màu trắng ấy ạ, thằng FFF. Rồi các bạn này, được rồi nhé. Đấy. Và mình muốn cái transition khi mà mình chuyển đổi background này và cái màu này nó chậm lại thì mình sẽ thêm cái ở cái A này, mình thêm cái transition để cho chuyển động nó chậm lại bạn nhé, là on. Tức là tất cả những cái thay đổi cái trạng thái từ cái thằng A này sang over, cái thuộc tính nào nó cũng đều apply cái transition các bạn nhé, on ấy. Và thời gian của nó là .5 giây, 0.5. Đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy chậm hơn không? Nhìn nó mượt hơn các bạn nhé. À, còn vấn đề cuối cùng là khi mà các bạn load trang lần đầu ấy thì nó sẽ cần có một cái class active nhá. Thì các bạn đưa vào trong cái mã HTML này cho mình một cái thẻ A này. Mình ví dụ như là trang thứ nhất đi. Mình thêm cái class là active vào. Và mình sẽ style cho class active này. Nó giống như khi mình hover vào đây, mình chấm này. A chấm nhá, active. Và mình chuyển cho nó sang cái gì ạ? Đây, các bạn copy cho mình cái background này, border với color nhé. Đấy, giống hệt thôi. Rồi. Rồi, các bạn kiểm tra lại này. Đấy, mình đã có phần trang ok các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.